Rồi xin chào các bạn, mình là bác sĩ Quang. Thì à, các bạn thấy đây là cái mí trên da nó dư nữa, các bạn thấy chưa? Da dư này thì không nhiều ha, chưa nhiều, chưa nhiều. Tại vì chị này cũng còn trẻ, chứ à, chưa có lớn tuổi. Khi mà lớn tuổi nữa thì da này nó dư nó sẽ che đồng tử. À, thì da này nó dư như thế này và cái chân mày nó có khuynh hướng là nó bị cong xuống như thế này. Thì mình sẽ mổ cắt da thừa mí trên, cắt da thừa mí trên nhưng mà mình mổ cái đường mổ mình cặp sát chân mày nè bỏ cái đuôi này đi tại cái đuôi này nó quá nó quá sụi xuống nè thì mình cắt bỏ cái cái chân đuôi này rồi khoảng 8 tuần sau mình sẽ xăm lại một cái đường Xăm một cái đường đuôi này nè cho nó dán nó, nó, nó đi ngang như thế này thì nó sẽ đẹp hơn rồi còn đây là cái da thừa mình cắt ra nè rất là nhiều luôn các bạn thấy chưa rồi đây là các bạn thấy hình ảnh này là ngay sau mổ luôn mình vừa mới khâu da luôn thì các bạn thấy à, mình bôi cái tê cha xích liên cho nên là chân mài nó cái lông nó hơi dính dính vô chứ không có gì hết trơn á thì các bạn thấy bây giờ cái cái mắt hai mí nó rất là rõ rồi đúng không? Nó gần như là giống như hồi trẻ của chị luôn á. Thì các bạn thấy là gần như nó không có sưng bầm gì luôn. Gần như là không có sưng bầm. Đối với những người trẻ như chị này, chị này cũng bốn mấy rồi đó mà gần như nó không có sưng luôn các bạn thấy không? Thì đây là cái phương pháp mà cắt da thừa mí trên nó ít sưng sưng bầm nhất, à, ít sưng bầm nhất. Nhưng mà không phải ai cũng phải không có cắt được cái cái mí trên này cái kiểu này nha các bạn, tùy người nha. Ví dụ như các bạn mà mắt mà không có mí á thì mình sẽ không có treo chân mài được. Đó. À các bạn mà muốn tạo mí đôi thì bắt buộc các bạn phải cắt theo đường mí trên, còn như chị này á cái mắt chị hồi trẻ đó là đã có mí đôi sẵn rồi. Khi mà lớn tuổi lên á thì da nó dư cho nên là mình cắt theo cái đường chân mày được ha các bạn ha.